tôi chính là mục tử nhân lành mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh nên khi thấy sói đến anh bỏ chiên mà chạy sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên tôi chính là mục tử nhân lành tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi như chúa cha biết tôi và tôi biết chúa cha và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này tôi cũng phải đưa chúng về chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử sở dĩ chúa cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại Mạng sống của tôi không ai lấy đi được Nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy Đó là mệnh lệnh của cha tôi mà tôi đã nhận được Xin thân ái kính chào anh chị em Chúng ta bước sang ngày thứ hai, mùng 4 tháng 5 năm 2020, và lời hàng sống của chúng ta là tin mừng jo an chương 10 từ câu 11 đến câu 18 nối tiếp sát với tin mừng của ngày hôm qua. Đoạn tin mừng này Chúa Giêsu nói đến vị mục tử chăm sóc cho đàn chiên của mình nó khác hẳn với những người chăn thuê. Người chăn thuê thì lãnh lương để mà lo liệu mọi sự cho đàn chiên. Nhưng khi đàn chiên gặp nguy hiểm, ví dụ như là sói giữ tấn công, nguy hiểm quá, thì anh ta bỏ chạy. Không dạy dựng gì mà anh ta ở lại để bảo vệ đàn chiên cho đến nỗi có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Cái đồng lương mà anh ta được trả nó không đáng gì so với mạng sống của anh ta anh ta không thể hy sinh, không muốn hy sinh, không muốn chịu nguy hiểm để bảo vệ đàn chiên. Và khi anh ta bỏ chạy vậy, như vậy rồi thì sói dữ sẽ đến và tấn công và vồ lấy con chiên. Sẽ có con chiên bị giết, Vẫn con chiên còn lại sẽ chạy tán loạn. Với Chúa Giêsu thì ngài là vị mục tử đến từ Chúa Cha, được Chúa Cha giao cho nhiệm vụ và Chúa Giêsu yêu quý từng con chiên của mình. Ngài hiểu rõ tâm tính của từng con chiên, hiểu rõ cái nhu cầu sâu xa và thiết thực của từng con chiên. Ngài hiểu con chiên, ngài nghe được tiếng chiên thì chiên của ngài cũng nghe được tiếng ngài và hiểu được tấm lòng của ngài y như là uh, cái cái tương quan từ Chúa Cha đến Ngài bây giờ lại cái tương quan ấy được chuyển đến những con chiên. Chúng ta có thể hình dung ra thành một cái tam giác Chúa Cha, Chúa Con và đàn chiên, từng con chiên một và cả đàn chiên. Cái tam giác mà có ba đỉnh như vậy đó, nói cho nó dễ hiểu như vậy đó, mà bây giờ nó tràn đầy, nó căng lên. Thì ba cái cạnh ấy nó cứ căng tròn lên thì nó sẽ trở thành một quả cầu. Xoay vòng ở trong đó tình yêu của Chúa Cha đối với Chúa con là tràn ra căng đầy đó, tràn ra đến các con chiên. Các con chiên yêu mến Chúa Giêsu thì cũng sẽ yêu mến Chúa Cha. Chúa Cha yêu mến Chúa con như thế nào, Chúa Cha cũng yêu từng con chiên và cả đàn chiên như vậy. Và nhờ Chúa Giêsu trở thành đấng trung gian thì chúng ta được ở quy tụ ở trong cái tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi như vậy đó. Cái tình yêu ấy chính là Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba. Nói như vậy thì không phải là một cái cái gì đó mơ hồ đâu, chủ tượng đâu. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói, tôi biết chiên của tôi, chiên tôi biết tôi, Chúa Cha biết tôi, tôi biết Chúa Cha. Nên ai biết Chúa Giêsu là biết Chúa Cha. Ai đến với Chúa Giêsu cũng là đến với Chúa Cha. Ai lọt được vào trong tình yêu của Chúa Giêsu thì cũng là lọt được vào tình yêu của Chúa Cha và tình yêu ấy chính là Chúa Thánh Thần. Một cái tam giác căng nó đang như thế này rồi nó căng căng tròn lên thì nó thành một cái quả cầu. Căng đầy, tràn đầy trọn vẹn. Trong cơn đại dịch vừa rồi, có một bác sĩ công giáo đã chia sẻ với phóng viên là tôi biết thiên Chúa đã thương tôi, chính Ngài đã cứu tôi. Tôi sống được hiện tại này là do tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, tôi cũng sẵn sàng tự nguyện đến để phục vụ các bệnh nhân nhiễm dịch. Tôi phải làm điều đó. Tôi nghe được tiếng mời gọi đó và tôi đáp trả nếu mà tôi quay lưng với 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 trách nhiệm này thì ngay từ đầu tôi đừng nên làm bác sĩ tôi đã chọn cái nghề cái ngành bác sĩ ngành y này để mà phục vụ nên tôi cũng sẵn sàng hy sinh Chúa Giêsu đã hy sinh để cứu tôi cứu mọi người nên bây giờ tôi có chết có hy sinh khi phục vụ mọi người những người nhiễm dịch thì cũng là chuyện hợp lý. Chính Ngài đã cho tôi thêm nghị lực, cho tôi sự can đảm và sức khỏe để tôi đứng vững trước mọi thử thách, để tôi có thể chọn lựa được giải pháp tốt nhất mà cứu sống các bệnh nhân của tôi. Cái lời chia sẻ đó của vị bác sĩ không phải một người mà rất nhiều người. Có cả những bác sĩ là linh mục từ nơi khác mà vẫn sẵn sàng tìm đến cái, cái 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 tâm dịch để mà ở lại phục vụ. Coi như chị nữ điều dưỡng y tá, coi như bác sĩ lớn tuổi, coi như người đã về hưu, họ có quyền từ khước nhưng mà họ đã tìm đến ở lại và phục vụ có cha Anthony uh, tâm tôi quên mất cái họ của ngài nhưng mà uh, tôi nhớ được tên tên của ngài là cha Anthony tâm người gốc Việt. Ngài là vừa là linh mục vừa là bác sĩ. Ngài đã tìm đến để giúp đỡ những cái người bệnh nhân hấp hối và trở thành cái nhịp cầu giữa gia đình người thân yêu của cái bệnh nhân sắp qua đời đó để mà họ có thể nhìn thấy nhau, nghe được tiếng của nhau trong những thời điểm cuối cùng. Tôi nghĩ hơn bao giờ hết, lúc này là lúc mà chúng ta cảm nghiệm được sâu xa bài tin mừng này. Ta cảm nhận được sâu xa thế nào là mục tử nhân lành. Ta cảm nhận được sâu xa lời mời gọi của Chúa Giêsu cho chính ta. Không chỉ là với các bác sĩ, nhưng ở trong từng cương vị như chúng tôi đã chia sẻ ngày hôm qua một người đứng đầu một gia đình, đứng đầu một đoàn thể, đứng đầu một công xưởng với các nhân viên và công nhân của mình. Một người một vị linh mục đứng đầu một giáo xứ, một vị giám mục đứng đầu một giáo phận. Rồi các y bác sĩ đang phục vụ trong một bệnh viện. Các thầy cô giáo đang phục vụ ở trong một lớp học, một trường học, trong từng hoàn cảnh, trong từng cương vị của mình, hiện thân của Chúa Giêsu hết sức sống động trong thế giới ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng tôi, cho anh chị em, tất cả chúng ta nghe được tiếng của Người và đáp trả để chúng ta được Ngài chăm sóc và chúng ta cũng mở lòng ra, mở đôi tay ra, mở cuộc đời của mình ra để quan tâm chăm sóc đến người khác. Amen.